Chào mừng mọi người đã đến với channel của Bảo Ren. Ngày hôm nay thì vẫn là mình cùng với Trung nhỏ. Các bạn có biết một cái các bạn đưa ra cho mình một cái đề nghị, đó chính là phải phải chụp hình được với cái con cartoon cat. Bây giờ mình cứ nói nôm na đó chính là con quỷ mèo. Một số bạn nói mình đó là con quỷ mèo. Cái con quỷ mèo này á, nó có một cái mà mình làm rất là nhanh gọn, đó chính là khi mà mình đưa lên á, mình không ngờ là cái con quỷ mèo này á, nó lại có một cái điện tích âm rất là cao. Đâm ra là hở bắt buộc bây giờ anh em của tụi mình á, để chụp hình được với quỷ mèo á, là không phải là đơn giản đi như là bà ngoại Randy, tức có nghĩa là anh em của tụi mình chỉ việc là đốt đốt cái con mèo này các bạn. Nếu mà bạn nào mà xem video của mình mấy ngày hôm nay thì các bạn có thể biết là cái hình thức để mà có thể chụp hình được với ma quỷ đó, đó chính là các bạn chỉ cần lấy một cái hình tượng trưng của nhân vật đó và họ đốt cùng với máu. Máu. Rồi Ok. mình nhắc bao nhiêu lần ở đây, đây là không phải là máu nguyên chất nha anh em. Đây là máu mà anh em của tụi mình nó hỗn hợp cùng với những cái nguyên liệu đặc biệt anh em của mình sẽ không có nói. Các bạn có biết một cái điều kinh khủng, sáng sáng nay luôn à, đúng là sáng nay, là vào 2 giờ 2 giờ sáng Đúng không? rồi, 2 giờ sáng tới 2 tới giờ sáng tới 4 giờ 4 giờ sáng. sáng. Anh em của tụi mình canh đợi 2 tiếng đồng hồ mới quay được cái cảnh kinh hoàng này. Anh em mình không thấy được mắt. Cái lúc lúc hiện thời điểm đó là anh em mình không không hề thấy được luôn. Nhưng mà khi mà lục lại video các bạn, anh em mình thấy một cái cảnh kinh hoàng. Đây mình mở lên cho các bạn xem nè. Các bạn có thấy cái gì không các bạn? Con quỷ mèo. Đúng rồi, lúc canh cái lúc canh anh em mình nổi da để gà ý rất kỹ nhìn luôn. lại xuống lưng luôn. Nhưng mà mình không thấy nha, nhưng Nhưng mà mà vẫn thấy, đúng rồi. nhưng mà quay video anh em của mình lại thấy. Chép Và lại video á. có một cái là đó chính là mình phải bắt buộc là mình phải biết rằng là nó đang gần khu vực của nhà mình thì mình mới có thể chụp hình được với nó. Và ngày hôm nay mình Đây cùng đây. với Trung nhỏ sẽ bắt tay vô chụp hình cùng với nó thử luôn nha các bạn. Nói chung là mình cảm giác nha, mình không biết là cái con nào chứ riêng cái con này mình cảm giác nó rất nó ghê ghê sao á. Mình vừa nhắc lại nổi da gà nè các bạn, như nè. Tay mình nổi da gà lên luôn nè. Ok. Bây giờ anh em của tụi mình sẽ đi chụp liền luôn nha các bạn. Đi. Rồi mình cho các bạn xem luôn, mình đang có mặt tại nhà vệ sinh. Các bạn có biết tại sao mà bạn nào mà theo dõi mình đó mấy ngày hôm nay, các bạn có biết là cái lý do mà anh em của tụi mình đó, là phải bắt buộc là đứng ở trong nhà vệ sinh. Cái vấn đề ở đây đó chính là trước cái gương các bạn. Đây, mình cho các bạn xem nha. Thời điểm hiện tại là 3 giờ rồi các bạn. 3 giờ sáng chuẩn luôn các bạn ơi.
Và cái nghi thức này là chỉ làm được đúng 3 giờ sáng nha. Ok, anh em của tụi mình hả? Các bạn biết lý do sao thì các bạn có thể coi lại hai video trước của mình. Đó chính là chụp hình với bà ngoại Randy và Siren Head nha. Còn bây giờ anh em của tụi mình là chỉ làm thôi. Tại vì sẽ mất thời gian đó anh em. Rồi, ok, bật điện thoại lên. Đây. Và mình khuyến cáo các bạn luôn, đó chính là 3 giờ sáng có 3 điều các bạn không nên làm. Đó chính là 1 là chụp hình, 2 là mang ô trong nhà, và 3 là các bạn chải lược trước gương. Ok chưa? Dùng lược chải tóc đó. Rồi, đây. Thì để mà cái này có thể hoàn thành là các bạn phải bắt buộc là chụp hình thấy được tấm gương ở phía sau. Ok, tức có nghĩa là anh em của tụi mình phải quay ngược lại là vậy nè. Đó, anh em của tụi mình phải quay ngược lại là vậy nè. Đó. Tức có nghĩa là anh em của mình phải quay làm sao mà chụp hình có thể thấy được cái gương ha anh em ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chụp thử luôn. Chung nhỏ đứng qua bên đây tí chút nè. Đó, anh em của tụi mình sẽ chụp thử nha các bạn. Cái gương này nhỏ các bạn ơi. Đứng sát lại chút. Sát lại chút. Rồi ok. Rồi. Ok. Rồi được đấy. Ok các bạn. Thì hồi nãy mình chụp á, mình đổi kiểu để cho các bạn có thể phân biệt ra được cái hình nào nha. Chứ mất công hồi á, hình nó sẽ giống nhau. Rồi, và bây giờ anh em của tụi mình sẽ lấy những tấm hình này và làm theo nghi thức chụp hình với ma quỷ lúc 3 giờ sáng. Và sau đó anh em của tụi mình sẽ rửa ảnh ra và các bạn sẽ thấy cái kết quả nha. Có một điều là mình không mong rằng ngày hôm nay mình sẽ chụp thấy quỷ mèo nha các bạn. Ok, đi, gì vậy? Nó nhìn em kìa. Đi, ghê quá. Buổi khuya mà nhìn vô màn hình là mình cảm giác ghê lắm bạn. Ok các bạn, thì bây giờ Chung nhỏ sẽ giúp mình photo ra. Và cũng giống như thường lệ thôi các bạn, đó chính là mình sẽ chọn. Ui Chung nhỏ ơi, sai tờ giấy rồi. Mình sẽ photo lại cái tấm đầu tiên nha các bạn. Tại vì tấm đầu tiên mình quên, đó chính là cái giấy A5. Ok. Đó các bạn. Ok, đúng tấm này của anh em của tụi mình rồi. Tiếp tấm thứ hai luôn Chung ơi. Đây. Rồi. Ok, và một tấm nữa thì đủ rồi. Đó, tổng cộng mình có 2 tấm rồi các bạn. Rồi, mình sẽ trải ra đây cho các bạn xem ha, đó dễ hình dung. Rồi, xong, xong 3 tấm. Đó. Và mình xin nói với các bạn một điều, đó chính là 3 tấm hình này bắt buộc anh em của tụi mình phải kiểm tra một lần trước khi mà có thể rắc máu lên nha anh em. Thì tấm hình này là anh em của tụi mình quay, anh em của tụi mình làm ở trong nhà vệ sinh, nó khá là sáng anh em, đâm ra là mình nhìn rất là rõ. Và dường như là mình thấy mọi ngóc ngách đồ trên cái tấm hình đó. Tại vì mình để ý mấy cái con này nó hay xuất hiện ở đằng sau lưng anh em mình lắm. Đâm ra là anh em mình sẽ kiểm chứng ở phía sau lưng. Rồi không có gì nữa các bạn. Rồi. Ui, cái trên đây thì nó có một cái miếng gì nè. Chắc chụp trúng. Rồi chụp trúng cái gì rồi các bạn. Nhìn kỹ coi. À, nhìn kỹ sau lưng anh em mình cũng không có gì nha anh em ơi. Đó, nhìn rất là kỹ ha. Rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi, mình sang tấm thứ 3 luôn các bạn. Ok. Rồi, không có gì xảy ra các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm nghi thức, đó chính là đốt cái con cartoon, đốt cái con mèo quỷ này. Và bắt đầu mình sẽ rắc máu nha anh em. Rồi. Nếu mà các bạn mà coi hai video trước của mình thì các bạn có biết rồi cái thao tác này. Cho nên là anh em của tụi mình sẽ tua nhanh qua thao tác này để cho các bạn phải đỡ, phải chờ ha. Đó. Ui giờ các bạn ơi, rất là nóng luôn đó. Bỏ vào đây luôn. Rồi, rất là nóng luôn. Ok. Rồi, khuấy luôn đi, khuấy. Ok các bạn. Đây, những thứ mà mình có thể gọi được với bên thế giới bên kia là 1 là tro, 2 là khói. Đó, và 3 là máu. Thì đây là 3 cái nguyên liệu cực kỳ đặc biệt trong cái trò chơi này luôn. Đó. Ui, tại mình. Rồi, bắt đầu mình rắc nha anh em. Ui, này khá là nhiều á. Ui. Rồi, mình sẽ rắc thật nhiều nha. Mỗi khi mà cái tới nghi thức này là anh thấy lạnh sống lưng đúng không? Lạnh. Anh đúng rồi, mỗi lần rắc máu anh thấy anh run tay luôn. Rồi. Rồi. Mình sẽ đợi khô nha các bạn. Ừ, sau đây mình sẽ đợi khô nữa.
Rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi khô 30 phút sau nha anh em. 30 phút sau bây giờ anh em của tụi mình sẽ bắt đầu rửa ảnh ra thêm một lần nữa nha các bạn. Và cái rửa ảnh này là cái công đoạn rất là quan trọng, bởi vì ảnh trắng đen mình mới có thể thấy được cái điện tích âm nha các bạn. Nói đúng hơn đó, là ảnh trắng đen là cái ảnh mà mình có thể dễ dàng thấy được ma nhất. Đó là lý do tại sao mà mấy cái ảnh hồi xưa nó hay được gọi là ảnh ma á. Rồi bỏ vô luôn đi. Rồi xong luôn, đưa tấm thứ ba luôn. Ok. Rồi, đây này. Wow, nó nóng dữ. Nóng. Gì vậy? Nóng. Ui, ui, cháy rồi. Ui. Ôi, trời ơi, các bạn nhìn nè các bạn. Thôi. Từ xuống đi con các bạn ơi. Con mắt. Ui mẹ các bạn ơi nè. Trời ơi, chưa gì. Ui mẹ các bạn nè, nhìn nè các bạn. What? Ủa sao cái tấm này mình bị má mình bị chết con mắt đó các bạn ơi. Máu. Hả? Máu các bạn ơi. Nhưng mẹ. Mà làm gì vô hai con mắt của hai anh em mình luôn. Ui từ. Thôi. Từ. Đây. Mình phải kiểm tra thật là kỹ cái tấm hình này nha các bạn ơi. Khả năng này các bạn có biết một cái đó, chính là đợt trước anh em của tụi mình đã chơi bị mắc phải hai lần rồi. Đó chính là nếu mà gặp cái tấm hình khi mà anh em của tụi mình chơi tâm linh đó, mà anh em mình bị chụp hình đó, mà con mắt á mà nó bị chặn á, là khả năng á sẽ ảnh hưởng đến thể xác của anh em mình rất là nhiều. Anh chỉ sợ là hở nó sẽ tới đây á, kiểu như người vô hồn rất là ghê đó các bạn. Tại vì cái ảnh mà mắt bị che á, đó chính là ảnh của người chết. Chết rồi, ghê vãi. Nhưng mà mình không hiểu tại sao mà tự nhiên này các bạn để ý kỹ không? Thanh anh nè, con mắt của Trung bị che. Anh cũng bị che luôn. Con mắt của mình bị che luôn bạn ơi, má ghê quá. Má ghê thật sự luôn, không dám nhìn luôn Trung ơi. Ghê quá bạn ơi. Ok, mình ráng mình chơi cho nó xong cái trò này luôn nha các bạn ơi. Ráng quay luôn, tại vì chơi tới đây rồi. Mất hết công hết 2 ngày các bạn. Nhìn kỹ đi. Nhìn kỹ đi các bạn ơi. Các bạn ơi, nè các bạn. Ê, các bạn có nhìn để ý kỹ cái vết máu này nó là một hình con người không? Đúng rồi. Cúi cái vết máu này là một hình con người đấy các bạn nhìn thấy rõ không? Trời má, ghê không? Ok, để ý kỹ giúp anh. Để ý kỹ giúp anh này, nhìn ghê quá Trung ơi, nhìn mặt Trung ghê quá. Nhìn thở khiếp luôn Trung ơi. Như zombie đó. Nhìn lạnh sống lưng luôn. Nhìn kỹ nha. Ok, hình như không có nữa. À, tấm này. Ôi cái tấm này bình thường đó bạn. Nè cái tấm bình thường nè. Nè nào các bạn nhìn để ý kỹ nè, cái tấm này bị che nè, cái tấm hình này bình thường nha. Rồi để ý kỹ nè. Để ý kỹ thật là kỹ luôn các bạn ơi, các bạn ráng làm ơn giúp cho mình. Ui ơi các bạn ơi. Mình mới phát hiện ra một điều nè, nhìn nè. Cái này sao giống cái chuột Mickey vậy? Này sao giống chuột Mickey á bạn? Nhiều khi mình có phải mình chơi nhầm cái nghi thức không, hay là dính vô nghi thức con chuột Mickey X rồi các bạn ơi, Mickey mau á. Ok, nhìn thật kỹ nha. Trời ơi, Trung thấy không? Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Từ từ nhìn thật kỹ. Ủa, con mắt. Ui, phải mắt không? Con mắt. Ui ơi mẹ các bạn ơi. Cái miệng. Từ từ nào, đây mình cho các bạn coi sát nào. Ui cái gì đấy? Ủa? Lấy tấm hình thôi, Trên điện thoại á, cái tấm hình anh em của mình chụp sẵn á. Ủa, ở trên. Ui mẹ. Cái này là nó trong gương các bạn, cái này trong gương. Mở cái tấm hình đó trong gương á, trong gương cái cảnh anh với em chú bỏ đây nè các bạn. Đây các bạn. Ủa mẹ trong gương có gì đâu? Ui trong gương không có gì các bạn. Nè. What? Ui mẹ, từ ơi. Ủa cái này có phải con quỷ mèo không các bạn? Sao ghê vậy? Ui mẹ, nè, mũi đàng hoàng nè. Sao mà nó có 4 mắt luôn? Mũi miệng nè. 4 mắt hả? 1 2 3 4. Đây nè. 5 6 7 8 con mắt các bạn ơi. What? Nè, nó có 8 con mắt nè. Ui mẹ ghê vậy đấy. Ui. Phải đó không? Nhiều khi là cũng quái vật trong truyền thuyết luôn á. Khả năng mình nghĩ là con quỷ mèo anh em. Con quỷ mèo đúng không? Tại vì hả mình để ý là con quỷ mèo á, nó có cái miệng giống mày nè, nhưng mà sao con này ghê vậy? Nó có. Nè, nó ngóc cái đầu ở trong cái gương anh em ơi, nó ngóc cái đầu ở trong cái gương anh em ơi. Nó có nhiều mắt lên, nó có nhiều mạng lắm. Kiểm tra chỗ khác thôi, Kiểm tra chỗ khác thôi. Còn không? Hết rồi anh em ơi, hết rồi, ok. Tấm này. Các bạn nhìn kỹ giúp mình nha. Cái tấm này mình rất ít máu anh em ơi, mình rất ít máu á, đâm ra là hở rất là khó tìm được chi tiết nha anh em.
rất rất ít máu. Ui cái gì đấy chú? Ui ui à cái ghi à. Trong gương má rồi luôn anh mình tưởng mình tưởng có cái đầu ở phía sau trong nhỏ này, nhìn nè các bạn, nhìn đây, nhìn qua bên anh bảo em mới biết cái đầu. Ừ cái thương mất hết hồn, mình tưởng là có cái đầu của ai ở sau cái cục đen đen đây đâu hả? Có không tấm trước có cái cục đen có, đen có cái tấm này không có cái tấm này nói ok các bạn. Ui tấm này không có gì hết trơn á, tại vì cái tấm này nó ít máu quá, đâm ra anh em mình nhìn kỹ. Ok vậy là họ có đúng một cái tấm này duy nhất anh em của mình á là thấy cái này hai hết hồn. Ê, ui anh bảo gì má đổ ra gà thì mình gì thì đâu này thì đâu á anh bảo nhìn đi từ từ ơi rõ ràng luôn từ từ mẹ phải không trời từ từ má chung làm anh giật mình từ từ má anh nhìn anh phải nhìn không? Đi đâu đây nè đâu từ từ đâu sau bờ vai anh kìa đi ui mẹ thịt các bạn ơi nó xuất hiện kìa ui thịt đây ui thịt rồi các bạn từ từ đây mình cho các bạn xem bởi cái nồi nó đứng kế chung nè. Ủa anh nhớ mọi khi là họ những cái con này nó sẽ xuất hiện là ở ngay phía cái gương các bạn ơi. Nhưng mà cái con này nó đứng ngay phía sau chung luôn các bạn ơi. Nè cũng mắc quá nè. Vãi kết hồi các bạn nhìn nè các bạn. Ui mẹ nó thiệt nè. Anh nhìn qua tấm đó nhìn lại em hết hồn luôn á. Ui từ các bạn. Mấy cái tấm này nè. Nè các bạn đây, để hai tấm này. Đây, cái tấm này là hoàn toàn không có cái gì ở phía sau lưng nè. Ui mẹ ơi cái tấm này. Ui có cưỡi mèo nè, đúng rồi đó. Nó mắt mèo nè. Đúng rồi đó, nó các bạn ơi. Vậy là đúng cưỡi mèo rồi các bạn ơi. Ui mẹ ghê vậy. Nè chết rồi. Ui mày nó xuất hiện rồi. Thì ở nó gần trong nhà mình nè. Nhưng mà có một điều á là anh em của tụi mình không thấy được nó các bạn. Tại vì cái hình thức chụp hình qua, cái hình thức mà chụp hình cùng với ma quỷ á, là mình hoàn toàn không thấy được nó. Còn cái việc mà khi mà anh em của tụi mình mà chịu hồi nó lên á thì anh em mình lúc mà mới thấy được nó thôi. Còn đây là anh em của tụi mình chỉ thấy nó qua ảnh trắng đen thôi anh em ơi. Má ghê thiệt luôn á. Nè thiệt luôn á bạn, các bạn để ý kỹ đi. Có phải đây là con mắt không? Nè đây là con mắt, đây là cái miệng nè, đàng hoàng luôn các bạn. Phải không? Đây phải là quỷ mèo không? Đúng rồi các bạn. Thì nó ghê. Nó màu đen vậy á. Nhưng mà nó quất hết những con mắt còn lại của nó rồi chứ. Vãi cái nồi. Từ coi phải lại cái tấm này, đó. Rồi. Rồi các bạn ơi, khả năng là nó ở trong gương nó đi ra anh em ơi. Nè thiệt luôn á. Thôi mình đốt đi. À, khả năng nó trong gương nó đi ra, đốt liền đi. Rồi. Ok các bạn, thì hả mình đã chơi xong cái trò này rồi thì hả theo yêu cầu của các bạn rồi. Thì các bạn muốn mình chơi con nào xong tiếp theo đó, thì các bạn cứ để comment ở phía bên dưới nha. Bây giờ anh em tụi mình phải đi đốt liền luôn. Ai, mình mới rợn sống lưng luôn anh em ơi.